Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Phạm Văn Dũng đã sát hại bạn gái rồi phân xác làm đôi giấu trong nhà của mình. Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Dũng, 37 tuổi, để điều tra về hành vi giết người. Chiều cùng ngày, ông N, bố của Dũng, phát hiện trong nhà có mùi hôi thối nên đi kiểm tra. Khi lên đến tầng 2, ông N tá hỏa khi thấy một phần thi thể của người phụ nữ. Sau đó, ông N đã đến cơ quan công an để trình báo. Lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Nạn nhân được xác định là chị T, 30 tuổi. Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Dũng và chị T có mối quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng 9 giờ sáng 23 tháng 3, chị T đi xe đến nhà Dũng chơi, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Dũng đã bóp cổ khiến chị T tử vong. Sau đó Dũng đã phân xác nạn nhân và giấu trên tầng 2. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.